Đường hoa Nguyễn Huệ từ lâu đã trở thành một điểm đến không thể thiếu của du khách và người dân thành phố Hồ Chí Minh vào dịp Tết Nguyên đán. Năm nay, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Kỷ Hợi có chủ đề đó là Vững bước vươn xa, hứa hẹn sẽ đặc sắc và cuốn hút người dân. Hiện các công nhân đang miệt mài làm việc tại các công xưởng để gấp rút hoàn thành công trình có ý nghĩa này, đạt chất lượng cao và đúng thời hạn. Ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình. Tại xưởng sản xuất linh vật đặt ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, nghệ nhân Văn Tòng và nhóm 25 thợ đang miệt mài chỉnh sửa những chi tiết nhỏ, rồi phun sơn, vẽ mắt, trang trí, vẽ hoa văn trên áo cho các chú heo. Xưởng này chịu trách nhiệm làm hơn 20 chú heo bằng xốp, sinh động hơn trong những bộ trang phục rực rỡ màu sắc. Cái vất vả nhất là mình chọn đường nét sao mình điêu khắc cho vui. Tại vì tất cả mô hình này trong ngày xuân hết, không có để một chú heo nào mà ảm đạm. Ngoài cái tươi vui của con heo thì cái sắc màu áo hay gì đó, mình phải tô điểm cho nó ra phong cách Việt của mình. Còn ở các xưởng sản xuất khác đặt ở khu du lịch Văn Thánh, khu du lịch Bình Cuối, quận Bình Thạnh, từng tốp công nhân đang tất bật làm việc dưới cái nắng gay gắt. Các xưởng này gia công, thiết kế những đại cảnh, tiểu cảnh phục vụ đường hoa Tết. Những khung hoa, giỏ hoa, lồng đèn và cả hình ảnh những con vật khác, trái cây, những chú heo cách điệu ở mọi kích cỡ được người thợ tỉ mỉ uốn nắn tạo dáng. Đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị đã đạt khoảng 70% tiến độ và hứa hẹn trở thành điểm đến hấp dẫn trong dịp Tết. Chúng tôi cố gắng thể hiện, tìm kiếm những ý tưởng mới để làm sao nó toát lên cái thành phố thông minh bởi một và đô thị sáng tạo, thì sẽ có rất nhiều cái hình ảnh mới. Chúng ta dùng chất liệu mới, dùng ánh sáng để là tạo ra một cái nét mới của một đô thị thông minh để đáp ứng với thành phố làm trong cái năm 2019 là năm cực kỳ thách thức nhưng mà cũng cực kỳ là đầy sự nỗ lực của thành phố. Đường hoa Tết trên phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ diễn ra từ tối ngày 2 tháng 2 năm 2019, tức là 28 tháng Chạp đến ngày 8 tháng 2 năm 2019, tức là mùng 4 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, với 3 chủ đề: thành phố nghĩa tình giàu bản sắc, thành phố thông minh và đô thị sáng tạo. Với sự chuẩn bị chu đáo, chắc chắn đường hoa Tết Kỷ Hợi 2019 sẽ tạo ấn tượng đẹp trong lòng người dân thành phố và du khách trong mùa xuân mới.